Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vương Home Flower của mình. Trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bó hoa hồng sáp 12 bông dạng dài như thế này. Ở đây là mình đã chuẩn bị sẵn 12 bông nhé. Mình cắm lên xốp, cách cắm trong hoa lên xốp thì ở các video khác mình cũng có nói rồi. Ở đây là mình sẽ bó kiểu tóm tắt một tí. Ở đây thì mình đã chọn thêm là giấy lưới nhện màu trắng để làm nền ở phía trước. Các bạn cũng có thể lấy có lưới tổ ong, các bạn cũng có thể thay màu khác nhé. Ở đây mình chọn tông màu trắng. Tiếp nữa là giấy lụa màu trắng, hoặc là các bạn cũng có thể dùng giấy lưới nhện này bó ở dưới này cũng được. Ở đây thì mình sẽ chọn tông giấy là màu hồng. Để bó hoa này thì mình cần gồm 4 tờ giấy màu hồng như thế này. Một tờ thì các bạn sẽ giữ nguyên, 3 tờ còn lại các bạn sẽ cắt làm 4 nhé. Tiếp tục gấp đôi lại và cắt. Đây. Ở đây là mình chọn giấy có họa tiết ở trên đầu tờ giấy như thế này, thì các bạn sẽ để những phần tờ có đầu họa tiết này để bó ở trên cùng lên bó trước. Nếu các bạn nào không có mà muốn dùng giấy trơn cũng được. Ở đây giấy lưới nhẹ này các bạn sẽ bó giống như là mình bó ở ngoài vậy, bó một lớp trước ở trên. Đầu tiên thì các bạn sẽ gập lên như thế này. Các bạn chỉ gập một phần thôi. Cái này cũng vậy. Các bạn sẽ có gấp làm sao cho nó cân được hai bên cho để nhìn bó hoa rất đều nhé. Đây. Mình sẽ để họa tiết ở trên đầu bó hoa như thế này, mình để ở đây. Mình cho bó hoa vào. Các bạn đừng để giấy thừa ở trên quá cao thì nhìn như vậy bó hoa sẽ không được đẹp lắm. Sau đó các bạn cũng từ từ lại. Đối với những bó hoa dạng dài như thế này thì các bạn nên có cắm hoa vào xốp. Như vậy thì cái chân của bông bó hoa nó sẽ đều hơn, nó không bị nhỏ đi và nó bị mất cân xứng. Để các bạn làm từ từ, các bạn đầu tiên thì các bạn đưa từ từ vào cho nó. Đưa từ từ vào thì bó hoa sẽ đẹp hơn, nó đỡ bị nhàu đi. Sau đó các bạn dùng dây khung cố định lại, các bạn cũng có thể dùng kẽm để cố định lại nhé.
tiếp theo. Các bạn sẽ dùng những tờ giấy thế này có họa tiết trên đầu. Bạn sẽ gấp vô như thế này. Các bạn chỉ bó tờ giấy thế này thì sẽ cắt thế này khoảng một đoạn nhỏ thôi nhé. Nếu mà bạn nào chưa quen thì các bạn cứ bó được một tờ thì các bạn sẽ cố định luôn. Như vậy thì giấy nó không bị tuột. Rồi các bạn chỉnh giấy cho nó đều. Thì các bạn nên dùng giấy lụa để bó phía bên này trước nha, phía trước bó hoa như thế này, kiểu như làm lớp lót. Các bạn một tờ, các bạn cắt một tờ giấy lụa, các bạn cắt làm độ 4 ra. Xong rồi cái này thì để tạo độ tự nhiên thì các bạn chỉ cần kèm cấp theo kiểu như hình cánh quạt đó. Mình làm theo kiểu hình cánh quạt như thế này thì tạo độ tự nhiên hơn. Các bạn đừng để nó cho nó cao quá, chỉ bằng thấp bằng những bông hoa cuối cùng như thế này thôi nhé. Sau đó các bạn dùng dây thun cố định lại. Cái giấy lụa trắng này thì các bạn có nói không thích thì có thể dùng giấy lưới nhẹ giống như thế này để cho nó đồng đều, có độ giống nhau. Tiếp theo thì các bạn vẫn bó theo lần lượt hai bên xuống. Thế.
tờ này thì các bạn sẽ gấp làm ba. Như cái tờ to đầu tiên các bạn là gấp một phần thì sẽ gấp lên trên và một phần còn lại sẽ gấp xuống phía dưới nhé. Đây rồi, các bạn sẽ bó bên hông này. Và tờ bên này cũng vậy. Những tờ còn lại thì các bạn cũng cắt làm ba như thế nhé. Một cái bên trên và một phần xuống phía dưới. Các bạn sẽ bỏ dần dần xuống phía dưới và đầy ở vị trí bên này. Dùng nhiều giấy như vậy cho nên bó hoa nó đẹp hơn, thì cho nên mình sẽ cắt dùng tổng cộng là hết 4 tờ giấy. Các bạn cũng có thể dùng tầm 3 tờ là được, 3 tờ là vừa phải. Những tờ giấy nhỏ còn lại thì các bạn cứ bó xung quanh chân nhé, cho nó đầy. Thì các bạn có thể chỉnh một chút để cho bó hoa của mình nó có thể đều đặn hơn. Ví dụ đây là mình bó hoa này thì cái phần chân mình đã gần như đầy đủ rồi. Hai tờ này thì tay gấp của mình nó là sẽ như thế này, các bạn nhìn rõ không ạ? Đầu tiên mình sẽ gấp một phần lên như thế này, các bạn gấp giống như tưởng tượng như là giống như mình đang gấp hình cánh quạt vậy á, nha, kiểu nó sẽ tách ra để tạo hình đội sóng. Mình sẽ giữ ở đây, mình sẽ gấp lại nhé. Đây.
nếu các bạn một tay các bạn giữ vào một tay đấy thì nó nhìn bó hoa nó sẽ, những cái chân giấy nó sẽ đỡ bị ngầu đi. Nhiều bạn sẽ nói là tại sao bó chỉ có 12 bông mà dùng lại nhiều giấy như vậy. Nhưng mà mình thấy là đa số những cái mẫu bó hoa đẹp, người ta muốn đẹp thì kiểu mình sẽ họ bó sẽ nhiều giấy hơn một xí. Và quan trọng là cách bó của họ rất là đẹp. Có nhiều bạn thì rất thích là họ ít hoa nhưng mà nhiều giấy, còn có nhiều bạn thì lại thích hoa và giấy ít lại thôi. Nhưng mà những cái mẫu bó hoa dài như thế này thì mình bán rất là chạy trong các dịp lễ. Đây là bó hoa của mình. Mình sẽ thêm phần một cột thêm một lớp nữa để nó được chặt hơn. Và cách bó như thế này thì các bạn cũng có thể lựa chọn giấy màu khác và bó hoa màu khác, tùy theo sở thích của các bạn có thể đưa ra được một mẫu bó hoa mới chẳng hạn. Đây, bó hoa của mình đã xong với 12 bông thôi mà nhìn nó cũng khá là to và đẹp. Giờ phần làm nơ nhé. Phần làm nơ này thì mình cũng đã có một video để hướng dẫn cách làm nơ rồi. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy xem ở phần kênh của mình. Mình sẽ quấn 3 vòng. Vì bó hoa này to nên mình sẽ làm quấn 4 vòng nhé. Ở đây mình chọn hoa nơ này là chất là lụa. Nó lụa màu đỏ. Đỏ này là đỏ tía chứ không phải là đỏ tươi. Xong rồi, các bạn sẽ giữ như thế này. Rồi các bạn sẽ cắt một đoạn dây như thế này nhé. Ok. Rồi các bạn sẽ cột ở giữa lại. Cái chỗ các bạn giữ như thế này thì các bạn sẽ cột lại cho chắc được. Cột cái dùng cái sợi đoạn dây vừa cắt ra đấy. Các bạn cột chặt lại. Đó rồi, các bạn tách những tay nơ này ra nhé. Vì là nơ lụa, mình rất thích làm nơ lụa như thế này vì nó mềm, dễ tạo hình hơn là nơ mấy cái nơ bằng nhựa kia. Đây. Sau đó mình sẽ dùng cái hai sợi dây vừa nãy mình cột là cái đoạn dây đấy, mình cột chặt lại, mình sẽ cột vòng qua bó hoa xong cái này. Đấy. Cái cách này thì rất là tiện cho những bạn nào mà ví dụ cách đây là do mình nghĩ ra là
mình mang hoa ra ngoài đường mình bán, nhưng mà mình không có mang theo súng bắn keo hay cái gì để cột vào hết, cho nên mình sẽ cột như thế này luôn. Bó hoa của mình đã xong. Xin chúc các bạn thành công với mẫu bó hoa dài như thế này. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào tạm biệt.